Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và mình thấy là rất là nhiều bạn commenter lên trên video của mình Khi mà về những cái series mobile trên Roblox Là các bạn hỏi mình đó là làm sao để giảm lắc khi mà chơi trên mobile Đó Thì có một điều rất là tiếc là mình đau đầu hôm nay là như thế này nè cái điện thoại mình nó không lắc nên là mình cũng không biết là cái phần mềm nào nó giảm lắc được để mà mình cài Thay vì mà mình có một cái điện thoại mà chơi Roblox nó lắc Thì mình sẽ cài phần mềm đó lên nếu mà nó cải thiện thì mình còn biết cho nên là cái này nó, nó rất là khó khăn cho mình cho nên là trong video này mình mong á, là các bạn cài thử cái ứng dụng mà mình chọn rồi sau đó là test thử coi là nó có giảm lắc thật sự hay không à, nếu mà chưa được nếu bạn gửi lại đánh giá cho mình để mình biết sau này mình sẽ tìm một phần mềm khác tốt hơn hoặc là các bạn nào mà biết phần mềm nào thật sự giảm lắc được cho Roblox thì à, cho mình biết cái tên để mình tìm hiểu rồi mình làm video chửi chỉ là cho mọi người ha chỉ chứ không phải chửi được rồi ở đây mình chọn cái phần mềm là Game Booster X4 đó thì cái phần mềm này á là mình chọn cái phần mềm miễn phí trên là nó có mua 6.000 còn lý do mình chọn cái phần mềm này là mình thấy là có rất là nhiều người tải cái thứ hai là ở trong phần này nè nó có hình nó chỉnh được cái độ phân giải nó chỉnh được cái độ phân giải màn hình này á, thì nó sẽ giúp cho mình đỡ lắc hơn đôi lúc là màn hình của mình hiện tại là Full HD hay là 2K hay là 4K thì vô cái game nó lắc quá thì mình sẽ giảm là về 960 cho nó đỡ lắc và nó có phần chỉnh fps nhưng mà trong phần hình này nó để nó để điên rồi nè nó để extreme uh, fps nhưng mà rốt cuộc thì uh, nó để đồ phân giải ra tàu lao rồi thì um, đây bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm này và mình đang dùng điện thoại android chứ mình cũng không biết là iphone có không nha các bạn nên là các bạn nào xài iphone thì thông cảm với mình ha rồi thì mình sẽ đồng ý với cái điều khoản của nó đây Đó, tích vô rồi bắt đầu mình sẽ bắt đầu rồi bây giờ nó sẽ yêu cầu mình là cấp phép cho nó sử dụng cái dữ liệu của mình và đầu tiên là các bạn hãy vào phần công cụ gfx để mình chỉnh lại đây các bạn thấy không cái chấm trắng nằm dưới đây nè kéo về 960 thôi đừng có kéo lên cao nó giảm được cái độ phân giải là mình sẽ đỡ lắc hơn nha các bạn nó đỡ lắc về cái phần gpu của con cpu Đó. mình chọn về phần biết bước tiếp theo và ở đây là có phần fps thì mình nghĩ là nên kéo về 30 à, thực tế thì nhiều khi máy của mình á, có thể là chơi, chơi được tới 60 hoặc là máy bạn nó cứ lửng cứng á thì chơi Roblox nó chạy khoảng 40 fps vậy đi đúng không nhưng mà nó chạy thì là tối đa công sức của máy thì đôi lúc á, nó sẽ không ổn định khi mà qua những cái chỗ mà nó nhiều cây cối hay nó nặng hơn thì nó sẽ sinh ra là vấn đề là lắc này kia đúng không đó nó hay bị drop fps mà drop như vậy là nó giật nó rất là khó chịu cho nên là thà mình để cho máy mình nó dư hiệu năng một tí Nó giới hạn là gì nó sẽ tốt hơn Và cái phần này nè Phần đồ họa này kéo về thấp nhất luôn Và các bạn nhìn thấy những cái cách chỉnh này Nó rất là giống khi mà mình chơi PUBG Nếu mà sử dụng các công cụ GFX Nhưng mà mình không biết là trên Roblox Nó có hoạt động tốt hay không ừ, Đây đây phần quảng cáo Bạn chờ 5 giây bạn bấm dấu X trên góc phải màn hình Rồi sau đó thì nó chờ nó tối u Nó sẽ tối u à, nó, nó qua cái bước này á Thực tế á, nó đang lót quảng cáo cái gì, quảng cáo cái gì mới cha nội Rồi thì uh, tiếp theo là mình sẽ Chọn vào cái phần dấu cộng màu xanh ở dưới Rồi mình sẽ chọn vào cái game Roblox Tích xanh vào cái game Roblox này ha uh, Rồi quay lại Rồi sau đó bắt đầu mình chọn vào game Roblox Thì nó sẽ dọn dẹp bộ nhớ điểm Giải phóng RAM các kiểu để nó đỡ lắc hơn Thì uh, mình chưa biết nha Bây giờ mình phải khởi động game lên Thì mình mới biết là nó có giảm lắc hay không Chứ uh, uh, bây giờ chưa nói trước được điều gì rồi, đây tiếp tục là quảng cáo. Tại vì à, nói chung mình xài miễn phí mà. Chứ mình xài là 6 ngàn tháng thì chắc không có quảng cáo gì hết. Rồi, nó hiện ra dòng chữ khởi động Roblox đúng không các bạn? Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có vào được. Bây giờ nó lót xong quảng cáo này bấm vào phần khởi động Roblox. Và sau khi khởi động Roblox lên. Thì à, đây, để mình kiểm tra xem là nó có thật sự. Bước mà kiểm tra đầu tiên là xem thật sự nó có giảm cái FPS xuống được 30 hay không. Bằng cách mình kéo màn hình. Và mình cảm thấy là game mình nó không mượt bằng trước nữa rồi thì có lẽ là nó đã giảm xuống được 30 FPS Nhưng mà ở ngoài đây Là một chuyện nhưng mà vào trong game thử xem là nó có khác biệt hay không yeah, Vào trong game mới biết được chứ nếu mà ở ngoài game không á Thì khó lắm khó nói lắm Rồi mình sẽ vào trong server VIP à, Tại vì cơ chế của Roblox là như thế nè ở ngoài game mình là Nó đang tính là game Roblox đúng không Nhưng mà khi mình vào game khác nó lại khởi động những cái dữ liệu trong của một cái game khác rồi à, đó là một cái game của Roblox ha. À, thôi thì từ từ phần đó mình nói nhiều khi nó 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 bị lạc đề nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong game để xem xem là có vấn đề gì không. Rồi mình không thấy là nó có sự khác biệt rồi bạn. đúng như những gì mình nghĩ là có lẽ là nó không có thay đổi được tại bên trong đây là game Roblox rồi. Đầu tiên là mình có thể thấy là cái phần FPS mình hiện tại mình chơi trong đây thì nó vẫn là 60 các bạn, nó vẫn mượt và đồ họa thì ở đây để để là auto, mình chọn là automatic đúng không? mình sẽ tăng lên hết mức thử coi nó có lắc hay không. Ủa mà quên máy mình thì <laughs> mình mình quên là máy mình thì mình không có thể biết được là có lắc hay không. Cho nên mình mong là các bạn cài thử cái phần mềm để xem xem là có lắc hay không ha. Chứ mình ở đây thì mình cảm thấy là nó cũng vậy. Nhưng mà cảm giác là khi mình vào game thì máy mình nó đỡ nóng hơn một tí, có lẽ là về phần độ phân giải thì nó có giới hạn được các bạn. Mình nghĩ là có giới hạn được độ phân giải nè, cho nên là bây giờ cái video mình quay nó cũng không được nét cho lắm. Mình sẽ về phần đồ họa auto thôi. Mình nghĩ là auto là chơi mình nghĩ là auto nó chắc cũng là marketing thôi các bạn. Tại vì mình vẫn nhìn hết được tất cả mọi thứ trong map nè. Cho nên là chắc là vậy thôi. Rồi thì đây mình sẽ chỉnh cho Flash mode Thật ra cái flash mode này trong đây á mình thấy là nó cũng chả có tác dụng gì mấy các bạn ngoài cái việc mà cho mấy cái máy mà VRAM nó yếu hay là do là do cái máy mình cũng không có cảm thấy được cái sự khác biệt với lại là flash mode này thì mình thấy là dễ chơi hơn nó 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 sáng sủa hơn các bạn kia thì nó tối quá mình thấy là vẫn thích chơi flash mode hơn có điều là làm video thì sợ bật flash mode lên các bạn chơi xấu thôi nhưng mà vô cái phần mềm quay trên điện thoại thì bật last mode thì nó cũng đỡ bị ao nét ừ. Cái Mobizen thì quay công nhận là nó chi tiết thật sự Nhưng mà nó bị là tiếng cho nên là rất là khó để cho mình làm bằng cái phần mềm Mobizen mà mua rồi xong bây giờ hủy rồi các bạn thanh toán của nó rồi nhưng mà nó vẫn lấy 70.000 của mình rồi nó không có trả rồi thì uh, như vậy là video này mình đã chỉ cho các bạn uh, thử chỉ cho các bạn thử một cái phần mềm để mình cài đặt mà mình giảm lắc trong Roblox mình không biết thật sự là nó có giảm lắc hay không thì mong các bạn cài thử phần mềm và đánh giá ứng dụng này còn bạn nào mà biết được cái phần mềm nào giảm lốc <laughs> giảm lắc giảm lắc cho Roblox thì comment bên dưới để chỉ cho mình mình cài các bạn chứ chưa rồi mình 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 làm video chỉ cho mọi người thôi chứ uh, phần này mình bó tay các bạn máy không lắc mà cài phần mềm giảm lắc vô nên không biết gì hết luôn rồi ha thì um, giờ là video này mình làm thì đến đây là hết rồi cũng không có cái um, phần nào để làm nữa đây mình thử coi đánh quái này cũng không có lắc cũng vậy Nói chung là nó vẫn mượt 60 FPS thì làm sao biết lắc hay không nó cái khó của mình là vậy các bạn rồi thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi cái đóng góp của các bạn là sự thành công của mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha